Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có thể xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Hiện tại bà con tôi chia chúng ta đã ăn cơm trưa xong và có những giấc ngủ trưa xíu xíu để chúng ta tiếp tục cái công việc buổi chiều ngày hôm nay. Thì vâng, thưa các cô chú, thì buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục là công việc như này. Ở bên dưới kia thì một tốp là như chú gấu này và các anh con trai đó, thì chúng ta đang sửa lại cái đoạn mé đường đó. Đó, vì như chúng ta đã biết thì đợt vừa rồi mưa to, nó sói đấy, nên là hôm nay nắng làm luôn. Đó. Và cái thứ hai, ở bên trên này thì vẫn là các chị em phụ nữ đây, mọi người. Thế thì em Tuyên cứ phải chia người ra, nói chung là một mình đi lại cũng khá là mệt đó. Một tốp phụ nữ ở đây để san cái đoạn cua này. Vì tất cả các công việc nó là đều thủ công, nên là chúng ta cứ phải từ từ mạ thôi mọi người. Cứ làm đều, chậm và chắc nha các cô chú. Đó, và một tốp nữa thì đang chở xi măng. Thì đây các cô chú ơi, sau đợt vừa rồi mưa ấy, thì đợt đấy chúng ta dùng hết xi măng. Đây, thì những bao xi măng chúng ta đã vào. Đấy. Đó. Trời nắng này thì mới chở được. Và em Tuyên xem dự báo thời tiết thì ngày hôm nay nắng, ngày mai, ngày kia lại bắt đầu mưa rồi. Em Tuyên không biết thế nào. Cái thời tiết này rất là khó nha, rất là khó cho bà con. Mưa này thì rất là khổ. Đấy. Mưa nhỏ thì chúng ta còn đổ bê tông được, chứ còn mưa to thì chịu, không thể làm được gì. Mưa to quá thì bà con là trơn trượt, không làm được. Đây này, còn đằng phía bên này là những con dê. Con dê này của nhà A Phú nha các cô chú nhé. Của nhà A Phú thì đợt vừa rồi các cô chú biết là tổng kết đấy. Tổng kết dê thì đợt con dê của nhà A Phú là con nhóm thiện nguyện cũng Vũ tặng cho một con ấy là bị chết. Xong rồi đợt đấy là em Tuyên có ghi hình lại thì nhà A Phú cũng nhận được một sự may mắn của các cô chú anh chị ở bên nước ngoài. Thì có cô chú ở bên nước ngoài có gửi về tặng gia đình A Phú một con dê. Thì là con dê nó đã đẻ ra được hai con dê rồi. Đấy, hai con dê con kia, cô chú ạ. Đấy, hai con dê đen. Đấy. Thì đấy rất là vui khi những hộ gia đình được tặng dê lại mà lại bên nó đẻ ra rồi thì rất là vui rồi, có thêm dê giống rồi đó. Và như thế thì nó đỡ hơn đó. Và bây giờ bà con có thêm những con dê giống như thế thì rất là tốt. Nhà Phú có 3 con, sau này đợt tới này đang tìm thêm một con nữa là 4 con đấy, một con dê của nhóm thiện nguyện bà Năm Lợi ở bên Hawaii gửi tặng đó, mỗi con dê là trị giá 3 triệu đồng, cũng như con dê của nhóm thiện nguyện Công Vũ. Còn buổi sáng ngày hôm nay thì như các cô chú thấy thì các cô chú bảo là em Tuyên thay cái này đi. Em Tuyên đã mua đó và em Tuyên đã thay, nhưng mà em Tuyên nghĩ là xá vẫn chưa ấy đâu, xá sáng nay làm nhưng chưa hàn chỗ này không đấy, biết ngay mà chưa nhớ hàn này, vì hôm nay là vừa lắp cái này vào thôi, chưa nhớ hàn mà đã lên sửa máy khoan này. Đây này, ở đây nó vẫn bị dò nước này các cô chú này, hết nước là hỏng ngay đấy, không có nước là mát, hỏng ngay đấy. Hôm đợt thời gian này là chưa dùng đâu, nên là cứ bảo dưỡng đó. Sáng nay là chắc là chưa hàn đâu, chưa hàn và cũng chưa thay dầu đâu. Cả hai máy nhá, phải thay dầu cả hai máy, cả máy nhỏ kia. À, em Tuyên chú ý đến cái máy to nhưng máy nhỏ cũng hỏng, chưa làm, chưa mua đây. Đấy, đã thay được cái đấy rồi. Đợt trước hỏng cái máy này nhưng mà hàn ra cố rất nhiều lần rồi. Đấy, đã xong rồi. Máy về nhìn như mới. Có mỗi là cái tét dầu nó bị bung ra không thể làm gì được. Bà con bảo bà con dùng rất nhiều cái tét dầu đấy hay bị hỏng lắm, sau thời gian nó sẽ bị hỏng hết. Đa phần bà con làm như vậy. Chỗ này cái chỗ này này mọi người ơi. Cái này đợt trước bà con bị rơi ấy, nó bị méo này. Cái này cũng hỏng này. Em Tuyên quên ấy. Máy to mua nhưng máy nhỏ chưa mua, quên. Đợt tới này em Tuyên ra mua xá thay nốt đi, thay hết hai cái đi cho nó đàng hoàng, bảo vệ, thay dầu nữa đi. Đấy, mai phải nhớ mua luôn đấy để cho thay luôn đi, mấy nữa còn làm đổ bê tông. Này, tiếp tục xuống nhá. Này, cái đường này thì nó trôi cát vào đây thì nó càng tốt, nó chắc những cái khe đá ở dưới đấy, sau này nó sẽ bị sụt. Mưa cũng có một cái lợi là cho đất nó nén lại, nó càng chắc. Bây giờ chúng ta cứ xuống chỗ này trước xem buổi sáng ngày hôm nay làm đến đâu rồi. Wow. Hai cái bể nước ở đây. Lấy rất là tiện. Đấy, em Tuyên đi theo đường xe chạy nhá. Cua nhẹ nhàng. Đó. Đây đây đây. Đây rồi mọi người. Ôi, đón nó bay. Đây. Sáng nay bố xá làm cái mác xi măng rất là cao nha.
Đây này. Đây đấy, lo lo đấy. Chú gấu làm rất là ổn đấy. Đây đấy mọi người ạ, đây. Đấy. Còn như này chứ. Như này nó chống được phần nào thôi. Như này chứ. Nhưng mà hơi mỏng nha, chỗ này hơi mỏng nha, chỗ này chỉ là nước xi đây này. Xin chào Mitu nha, Mitu đi đâu, Mitu. Đây không phải là để chia rồi mọi người ạ. Nếu để chia thì gặp em Tuyên là sẽ chào lại ngay. Đây không phải. Đấy ngại ngại mọi người đấy. Nên là đặc tính là tại sao bà con ở trên này ít nói tiếng phổ thông mà ít giao tiếp là như vậy. Đấy các em này đi học nhá, biết tiếng Kinh nhá. Nhưng mà em Tuyên chào như thế mà không chào lại. Nên là đấy là cái sự nhút nhát của các bà con đây. À Lía thì đang đây. Lì đá kè những chỗ này đây mọi người này, đây. Kè này nó giảm thiểu cái dòng nước đi. Đấy. Đây. Đấy. Bố xá này. Bố xá với anh lúa làm cái này là thoải mái. Như này lo này thoải mái đấy. Bố xá. Như này mới tâu được. Vâng. Bố xá ơi, chỗ này nhá. Giải bê tông lo ra ngoài này tận đây nhá. Đấy cho lo vào. Còn 40 phân 30 phân à. Lo vào 20 phân 30 phân 40 phân à. Cho nó tốt. Vừa to vừa dày. Đấy cho chảy xuống cống kia. Đây chị May hôm nay là vừa đi làm đây để còn chặt dê đúng không chị May? Chị May làm việc đúng là như một người đàn ông luôn ạ. Anh Sỉ làm việc cũng tốt mà chị May làm việc cũng tốt. Tốt như nhau. Thế thì tốt như nhau thì mới hai người mới là vợ chồng chứ đúng không? Nên là chồng Sỉ vợ May tốt như nhau. Đó. Nhưng mà anh Sỉ là nói tiếng Kinh cũng á, à, tiếng Kinh chị May với anh Sỉ là cũng nói như nhau đấy. Cũng ngang như nhau đúng không? Làm gì làm cũng như nhau. Nói tiếng Kinh cũng như nhau, làm việc cũng như nhau. Nu đợi nước à Nu? Đang hút nước về đúng không? Đê à? Đang hút nước. Đây nha. Đợt trước làm này mà tâu nhá. Đúng không? Nó đỡ đấy, đỡ được nhiều đấy. Đợt trước là em tự lấy cái này cào xuống ấy. Bảo nó đỡ được phần nào thôi nhưng mà nó cũng giảm thiểu được mọi người ạ. Tuy nó là đất thì nó đỡ. Thôi mình cứ cho nước chảy ra đường. Đây. Đây con đường độ dày đây thì nó rơi vào chỗ này thì em Tuyên nghĩ nó rơi vào tầm 10 phân đây. À, vì ý định của em Tuyên từ đầu là làm 15 phân. Nhưng mà về sau nhận được những sự góp ý của cô chú thì em Tuyên cũng thấy đúng mà cũng là góp tiếp thu cái ý kiến của cô chú là như này. Vì các cô chú bảo là với con đường 15 phân thì nó phải có xe trọng tải. Ví dụ con đường chúng ta 2,5 m thì chúng ta vừa giải đá 46 như này và con đường 15 phân thì quá là tốt để cho xe ô tô đi. Nhưng mà con đường của bà con thời chia thì chỉ có xe máy đi. Và hiện tại cái quan trọng hơn nữa là cái kinh phí. Cái kinh phí bây giờ hiện tại là nó chưa đủ. Nên là chưa có nên là bà con sẽ đổ 10 phân giảm xuống. Cái độ mỏng lên một chút, độ nào dày vẫn cứ dày, đoạn nào mỏng vẫn cứ mỏng. Mỏng nhưng vẫn phải tầm 10 phân đến 8 phân nhé các cô chú nhé. Và con đường nó rộng ra. Và nó có cả một lớp đá 46 nữa. Đó đó. Nên là em Tuyên cũng dám xin nói với các cô chú như vậy. Để giảm thiểu chi phí để chúng ta có nối dài tuyến đường ra. Đấy. Chứ từ đầu mọi người bảo là có đây. Có nhiều đoạn thì bảo là có thể là 10 phân hơn. Hơn 10 phân, có đoạn thì không đến 10 phân là tại sao? Có thể đoạn chưa tới 10 phân có thể là chưa đảm bảo công trình. Nhưng mà nó đảm bảo độ, nó cũng ngang có độ cao. Và nó có thể giảm mất 2-3 phân thôi. Tầm 8 phân, 9 phân thôi. Chứ nó không mỏng quá. Và con luôn luôn là muốn làm tốt. Chứ không phải không. Phú ngồi trọn trong cái này cống ở Phú. Ngồi trọn đấy, lo ấy Phú nhỉ. Phú mà đi từ bên này sang bên kia là tâu đấy nhá. Tâu đâu? Tâu đấy. Cống này lo mà. Không đơn giản thế nào. Đây, cống này rất là to luôn đấy.
Đây vừa làm vừa cạo cái mạt đi này. À, thực ra là các cô chú ạ, ở đây thì có chú gấu này. Chú gấu thì nói chung là chú không biết tiếng phổ thông mấy, nhưng mà làm việc rất là tốt. Thì chú gấu là có một món quà đấy. Nhưng mà chú gấu với em thề có một món quà. Và đấy là một món quà của một chú gấu tên. Và còn một món quà của anh Thảo nữa, tặng cho bốn bố lão nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì bốn bố lão thì em Tuyên rất là muốn là tặng cho chú Sử, trưởng thôn, anh Phó, em Xính thì có mặt rồi. Còn một người nữa thì em Tuyên sẽ chọn gia đình anh Xì, nhà chị May. Đó. Những bốn người gia đình này, bốn người này làm rất là tốt. Ai ai cũng tốt nhưng mà những người này có thể tốt hơn một chút xíu. Thì em Tuyên sẽ chia đều món quà này ra. Đấy, cũng mong rằng những người bà con cố gắng cứ làm tốt đi. Thì cô chú qua những cái video, hình ảnh thấy tốt thì có thể được những cái phần quà đấy thôi. Đấy. Có thể là người nào cũng tốt rồi nhưng mà quà nó không phải là ai ai cũng có nên là chú tạo thông cảm. Em Tuyên sẽ lựa chọn cái phương án là chia đều, mỗi người được một cái may mắn cùng nhau hưởng. Đây các cô chú ạ. Thế là vừa mới ra viện đúng không? Thế thì không hỏng cái gì ạ. Lúc em ra viện thì em không ấy bảo anh để hỏi luôn họ cái quán kia kìa. Cứ phải anh làm gì? Cứ biết đường. Thế là mai anh mua một cái dây giống như đấy thế không? Thế chiều nay ra thì không ấy. Chiều nay nhá các cô chú nhá. Chiều nay sáng đi mua xăng đúng không? Đây nhá. 20 lít xăng nữa. Không thì đôi khi là mọi người bảo tại sao có ngày dùng nhiều xăng ấy, sáng vừa mua xong chiều lại mua nữa là sao? Vì sáng nay dùng mang vào hết rồi mà xong đấy thì biết là như thế, nhưng mà đôi khi các cô chú bảo là sao đấy, có nhiều người thì không sao, nhưng mà có rất nhiều khán giả có nghĩa là bảo thắc mắc ngày hôm nay sao dùng nhiều xăng thế mà sáng vừa mua chiều lại mua tiếp, mà tại sao lại hôm nay mua nhiều thế? Vì có nghĩa là ngày hôm nay em Tuyên là như này, là sáng nay xá ra. Sáng nay em Tuyên vào em Tuyên chở, nhưng mà chiều nay em Tuyên xá ra ngoài huyện thì em Tuyên nhờ luôn mua xăng luôn, để sáng ngày mai em Tuyên vào là cũng chở thức ăn các thứ thôi, cũng mua vào nó ít hơn, vì đôi khi mang nhiều quá em Tuyên không chở hết được, nó thật là như vậy. Một mình đi không chở hết được, còn sáng đi một mình thì sáng còn buộc đồ các thứ, còn em Tuyên vào lại còn buộc đồ ăn các thứ nữa, nên là như vậy chứ không phải không. Nên là bảo có ngày sao nhiều xăng thế. Nên là cũng phải có xá ở đây để nói luôn, hiểu không? Đấy, ví dụ sáng mai anh về anh mua đồ sửa máy các thứ này thì anh đỡ phải cầm không? Đỡ phải mua xăng nhiều không? Cứ hôm cứ xách hai can xăng to thế thì ai mà chở được nữa. Còn thức ăn nữa. Nên là kể cả bà con bảo là thích uống đá ấy, nhưng mà cái túi đá kia chở vào nó đáng trả đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà nó cồng kềnh quá, lắm lúc chở cái đá đấy cũng không chở được hết đâu. Đấy nha các cô khơ chú ạ. Nên là cũng phải thông cảm cho em Tuyên. Một mình xe máy mình không thể chở được hết được. Nên là mọi người cũng thông cảm thôi. Chắc là phải hai người.
Hai người thì thoải mái đủ luôn. Đồ ăn rồi xăng, dầu. Mọi người chở xa, mọi người chở đồ. Đồ ăn, đúng không? Nên là mọi người cũng thông cảm, mọi người phải hiểu cho đôi khi là nó là như vậy. Ừ. Uống một tách mẻ mày đi. Bên kia thì vẫn đang sửa cái vỉa cống ngày hôm nay nắng này, sửa luôn cho tốt. Không hy vọng, nhưng mà anh xem thấy dự báo thời tiết là đêm nay nó mưa không biết thế nào. Đêm nay. Sáng mai cũng có mưa đấy. Nhưng mà thôi cố gắng là bây giờ mình làm nhanh thì nó khô rồi ấy. Cái máy này vẫn sử dụng được đúng không? Nó bị tuột mỗi cái này thôi chị. Cái máy kia hỏng cái này không? Máy kia chỉ tháo cái dây này mà anh. À thế là hỏng cái dây này thì hỏng cái gì nữa bảo anh nhá để mai xem. Thì máy kia thì nó sẽ hỏng cái đó đây. Cái nút ấy quay gì? Thôi ok ok. Nó còn một cái vòng dây. Thế thôi gì? Ừ. Đồ đạc nói chung là cất hết vào túi đi. Bà con à. Lúc nãy xuống kia cái máy nổ kia cũng phải thay cái ống khói với cái ống kia. Cũng hỏng hết rồi. Máy bé. Ừ, máy bé cũng giống như máy to ấy. Thay hết đấy. Nó là sợ nó vào trong này nó không động được. Xong rồi cái máy to em tháo ra hàn luôn nhá. Máy to, máy bé. Máy to. Hà cái gì? Hà cái bình nước này, bình nước này nó bị giò hết rồi. Thà thấy cái kia đúng không? Có rồi. Có chưa đúng không? Vừa sáng nay thì có xe. Đấy, cất vào. Xong rồi cái đấy phải cọ đi. Em phải cọ đi thì mới gắn vào. Nhá. Máy móc các thứ là em quản thì thực ra là còn một cái máy móc của một chú ở bên nước ngoài, chú ấy gửi về cho mình nữa. Hiện tại anh đang đặt lên, nó đang sắp lên rồi. Nó hôm nay người ta đang gọi rồi, là người ta gọi anh là đã có mình vào bạc rồi. Em biết là máy gì không? Đây cho xem luôn. Này cái máy này các cô chú ạ. Đây. Những cái máy này là ở trong này không có điện thì anh phải cầm, bao giờ bà con dùng thì bà con báo anh ấy. Xong rồi mượn đây. Đây. Không đôi khi bà con vẫn đây cái máy này đây. Các cô chú ơi đây này. Đây để đây cho cô chú nhìn nha. Em biết cái máy này máy gì không? Cái máy là máy bắn vít. Bắn vít. Đây bắn vít. Bắn vít như hôm trước anh mượn một cái máy vào để bắn cái đèn năng lượng đó. Cái này sạc pin. Vì trong này không có điện đúng không? Chỉ dùng sạc pin thôi. Và một cái máy đây. Cái máy này mày cưa thì em không nhìn rõ rồi. Em tuyên lưu về đây mà. Đâu nhỉ? Cái máy cưa nó có cái máy cưa nó như này. Họ cái máy kia họ ở chỗ nào nhỉ? Đây. Đây cái tin nhắn này mình đặt ở đây. Mọi người cứ đây. Đây này. Ôi nhưng mà không có mạng, khổ quá. Không có mạng. Cái máy nó cũng là cái máy cưa như này. Trong này đôi khi không mạng ấy, mạng nó yếu ấy. Cái máy này máy một máy khoan. Máy khoan. Cái máy kia nó là máy cắt. Máy cắt cầm tay. Hai cái máy, một máy bắn vít. Một cái máy cắt, nhưng cái máy cắt mình đang có ấy, nhưng mà nó là cái máy cắt nó dùng điện. Mà nó mua thêm một cái bộ là cái lưỡi cưa nữa. Cưa gỗ các thứ à? Nó dài cơ. Khổ quá. Máy trong này mất mạng. Chỗ này chưa? Để em anh tìm lại ảnh để cho em xem. Và không phân luôn. Xong rồi lên kia khoan luôn nhé Sán nhá. Khoan này để chiều nay nhét bùn nổ luôn. Không đủ nha, phải lấy chai mới luôn. Pha luôn hết 10 lít luôn đấy mọi người. Chỗ kia không phải 10 lít đâu. Cái can đổ đầy như kia nó phải rơi 11 lít. 12 lít đấy. 12 lít à? Em biết rồi. Nói chung là làm cái này rất là khó xá. Đôi khi anh đi mua nhá. Mọi người bảo là can 10 lít tại sao là giá xăng hôm nay là 250. 25.000 một lít. Mà 10 lít nó chỉ có 250.000 thôi đúng không? Nhưng mà thấy giá có thể ghi bảo là sao lại rơi 300 hoặc là 270. Mọi người bảo là nó mày lý thì nó chìa cái này đấy. Không phải, đây là anh nói, anh chia sẻ với em là như vậy. Có nhiều người nghĩ bảo là thằng này lại đi ăn tiền là lấy 20.000 một lít xăng này đổ 10 lít xong rồi ấy, đôi khi là rất là khó.
có ý này thì chắc chắn là mề lý thì nó không bà cái thằng ấy. Đấy, không phải, nói chung là anh cứ phải nói luôn. Có các cô, có rất nhiều khán giả xấu tính, anh nói luôn như vậy. Có rất nhiều các kênh YouTube cũng thế thôi. Bây giờ nói thật với các cô chú là có rất nhiều kênh, kể cả những bậc đàn anh Nguyễn Tất Thắng vừa rồi cũng gặp một cái trường hợp cũng rất là khó, bảo là những kênh ăn chơi vui đùa nhảy múa thì mọi người lại vui chia sẻ, gọi là thấy vui like ảnh những cái cuộc vui như vậy. Nói chung là mỗi người có một cuộc, cái người ta là ăn chơi nhảy múa, người ta vẫn là công việc hoặc là đấy, mà còn cái công việc thiện nguyện như này mà các cô chú lại chửi hoặc là trách móc cái công việc là làm chưa tốt thế này thế kia, hoặc là ăn tiền, nói xấu với mọi người là như vậy. Em Tuyên nói thật là như các cô chú là làm ở đây, nếu mà không có sự tin tưởng của các cô chú thì các cô chú không bao giờ gửi tiền về để làm cái công việc này. Không, nói thật là như vậy. Chứ nếu các cô chú không tin tưởng anh thì các cô chú không bao giờ gửi tiền để anh. Các cô chú bảo là thẳng là anh cầm tiền để cùng bà con làm đường, chứ không phải là đưa cho người này người kia. Và đây cái công việc đây không phải là mua nguyên xi măng làm đường nhá các cô chú nhá. Có rất nhiều comment bảo qua đường này chỉ mua nguyên xi măng, sai hoàn toàn. Đây. À sao được không? Cái con đường này thì phải mua những cái gì? Em thử nói cho anh nào, xem mua những cái gì nào. Ờ, làm đường này thì mua những cái gì nào? Có nhiều khán giả bảo là chỉ mua xi măng làm đường thôi, tốn bao nhiêu tiền đâu. Em thử nói con đường này làm những cái gì, mua những cái gì. Em thử nói xem. Con đường này chắc chắn là phải mua xa này, mua nhớ pha này, mua cái máy này, mua nhớ dầu này, khuôn này, mua màu nở cho ông đáp vào này. Có nhầu đấy, không phải ý đâu. Chắc là mua thứ A này. Mua gì nữa? Mua mà máy máu hỏng thì phải mua đồ sủa nè. Có nhau đấy, không phải ít đâu. Chứ là có đùa thì nó đầu đá xong thì có đá thì đá không chắc, thì đá này đá chỉ đá thì là nó chắc quá. Cái phải khua mua thêm. Không, vì ngày hôm nay anh nói chung là đôi khi tất cả các kênh YouTube đi làm thiện nguyện đều gặp nhiều cái khó khăn, bảo là ăn tiền của bà con. Đấy, mua can xăng 10 lít mà ghi lên là 20 lít hoặc 11 lít, 20 lít. Đây thì cái ca mề lý thì bảo như thế này các cô chú ạ. Nó bảo thì mề lý thì chắc chỉ vừa đến này thôi. Cái kia đế cái này thì mề hai, mề mò đấy. Thì đôi khi một vào một chở thì muốn chở cho đầy chứ đúng không? Đằng nào phải chở một chuyến thôi, chứ không phải chở nhiều chuyến. Anh đi xe một mình thì chở muốn chở nhiều nhiều. Đôi khi mọi người lại xem cái bảng kê khai kia bảo là sao thằng này mua nhiều thế, dùng không hết mà mua nhiều thế, lại ăn tiền của bà con rồi. Anh nói thật là như vậy. Bây giờ tất cả các kênh YouTube làm thiện nguyện nó gặp một cái khó khăn là như vậy. Đôi khi có nhiều các cô các chú tin tưởng gửi tiền thì không bao giờ nói cái vấn đề đấy cả. Các cô chú còn bảo là cố gắng lên con, cố gắng lên em để làm việc với bà con. Nhưng mà có nhiều vị khán giả gọi là trong những người tốt thì có những người xấu, phải không? Cứ ngồi nói linh tinh. Nói thật là như vậy. Đây này, mọi người vừa thấy em Xá nói nhá, mua xăng, mua xi măng, mua ăn uống đó. Đây là em nào đây? À, chắc đi mua dê. Đây, như các cô chú biết là đây mua xăng. Mua xăng vào thì chúng ta kèm là mua về đổ xi măng, đúng không ạ? Mua xi măng vào thì chúng ta phải mua xăng để chạy xe. Và mua xi măng chạy xe thì chúng ta phải là mua thêm đồ ăn, đồ uống. Đấy, đôi khi bà con trời nắng này bà con cần cái kem, hoặc là như kiểu xà beng, đồ dụng cụ. Bà con thiếu cái gì là mua cái đấy. Như kiểu là bạt này, ống nước này, đợt vừa rồi mất này. Đó, thùng phi này. Đây, thách cái sắt này để bear này. Dây điện này. Đó, mọi người thấy không ạ? Tất cả các đồ, từ cái nhỏ nhất. Bà con chỉ bỏ nguyên sức nhá, bà con cần cái gì là mình mua cái đấy. Nên là thực sự là cũng hơi buồn. Vì những cái câu nói như vậy. Mình thì mình chả nói thật là mình có làm, có ghi chép đàng hoàng, có bà con chứng kiến. Làm hết 100 bao xi bà con biết 100 bao xi, bao giờ lấy xi bà con biết chứ không phải không. Dùng bao nhiêu, làm như nào bà con biết. 22 con người đi làm chứ không phải là không đâu. Chứ không phải một mình em Tuyên làm, em Tuyên ghi bừa phứa ra đâu. Nên là tất cả các kênh YouTube thiện nguyện, em Tuyên nghĩ là như vậy, đều bị
hôm vừa rồi thấy anh Nguyễn Tất Thắng cũng chia sẻ và tại sao chia sẻ hoàn cảnh này để xin tiền như thế này đó. Thật ra các công việc thiện nguyện này thì các em Tuyên chỉ nói lên là chia sẻ video lên để các cô các chú thấy cái duyên, bà con khổ thì có thể các cô chú trợ giúp cho bà con thôi. Nhưng mà đôi khi có nhiều lời lẽ không hay là bọn em Tuyên rất là buồn. Buồn thực sự. Làm cái này chứ để nói thật với các cô chú là cứ ăn gian nói dối ra thì nhiều cái lắm, khó lắm. Đây này, cũng như kiểu cái phễu cái búa này thôi. Đây này, như kiểu cái nêm này thôi này. Ngày xưa mua 6 cái, bây giờ còn 2 cái này này, cụt ngủn đây này. Chứ không phải không đâu. Bảo mua nguyên xi măng để làm được cái đường này thì quá tài. Khó khăn. Còn em Tuyên thì những kê khai cái số tiền của các cô các chú thì như cái danh sách mạnh thường quân thì em Tuyên cứ kê khai dần. Đôi khi có 1-2 người thì em Tuyên sẽ không kê khai mà em Tuyên cứ để trong một tuần hoặc hơn một tuần. Nhiều tầm 5-6 người thì em Tuyên mới làm danh sách như vậy. Và em Tuyên cộng vào hết đấy nhá và thông báo về lên các cô chú. Và đợt vừa rồi thì em Tuyên đã cộng lại hết tất cả các số tiền để thông báo cho các cô chú rồi. Sẽ có một buổi live stream. Live stream trực tiếp ấy, có gì thắc mắc em Tuyên giải đáp luôn cho nó dễ dàng. Xong rồi sẽ lên kia là khoan luôn, đổ bột nở luôn. Đợt trước có 2 cái phễu và 1 cái phễu sắt đâu rồi? Đúng không? 2 cái phễu, anh mua 2 phễu nha. 1 phễu sắt, 1 phễu nhựa nha. Phễu sữa này vỡ rồi. Cái phễu sắt như ở quán ấy, hồi nãy mình dùng nhiều ấy, anh mua 2 cái cơ mà. Không phải là ăn gian nói dối đâu. Mua 2 cái. Đây thì các chị em đã san ở dưới kia xong rồi mọi người. Đang đẩy lên đây để mở rộng ra con đường cho những người chuyển xi đi lại cho dễ. Vì ngày đàn ông hôm nay đang dưới làm dưới kia ấy, nên không có người ở khoan. Tí nữa xá với thàm lên đây khoan, đang sửa cái khoan. Mỉ anh bảo đây. Xong rồi em bảo bà các chị em ở đây nhá, san cái đường này thế thôi. Xong rồi tập trung là đi trên kia khai thác đá, nhặt đá về. Tập trung tất tật về nhặt đá về, tập trung mấy nữa chỗ này mình cũng phải khoan đá mà, đập đá mà. Đó thì bọn em cũng nhặt đá về luôn. Đằng nào chỗ này vẫn mấy nữa phải khoan đá này. Thì bây giờ mình khoét ra thì vẫn chưa được. Bây giờ bà con đang làm đây được, làm hết chỗ này đi xong rồi thì bọn em sẽ đi nhặt trên này này. Tiếp tục là khai thác đá, nhặt hết đá gom vào bên dưới kia cho anh. Đấy, xong rồi để mấy nữa bà con là đập đá. Ừ, nhặt hết đá em ạ. Vì chỗ này là mấy nữa bà con, đây là được rồi. Tí nữa thà với mấy nữa còn khoan đá chỗ này nữa mà. Thì mấy nữa mình lại phải sửa mà. Bây giờ khoan thế thôi, còn bên này. Ví dụ như cái tảng đá như này, mình nhặt hết về, mình tập trung vào. Để mấy nữa chúng ta còn đập đá 46 để sát bụi đá đây. Không, có nghĩa cái đá này của họ rồi đúng không? Mình lấy họ chửi đúng không? Thì bây giờ mình cứ chỗ này mấy nữa phải khoan ra rồi. Có nghĩa là mình sẽ nhặt đá ở trên kia. Cái nhặt đá nào không phải của họ ấy. Có nghĩa là biết anh biết là cái đá này người ta xếp vào để trồng ngô đúng không? Thì mình lấy là mình bị họ bị chửi mình đúng không? Thì mình nhặt cái đá nào không phải người ta kê ấy. Cái đá to to đen đen này này. Đấy. Khó lắm mọi người ạ. Đấy nhặt đá kìa kia ở dưới kia có xà beng ấy, lấy một cái xà beng lên cậy lên. Bà con đây là ai làm được mà. Cố gắng thôi. Đúng rồi, vứt xuống thôi, tập trung vào. Đúng rồi, Mỹ đang chỉ đạo đây. Vứt hết ở đây này mày. Vứt hết khu này. Tập trung hết ở đây. Cái kìa, ví dụ như hòn đá đen đen kìa. Đấy, không phải có ai cả. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta chưa khoan kịp thì chúng ta nhặt những hòn đá đấy về. Trước sau thì mình vẫn phải đi nhặt mà. Tập trung ở đây. Chỗ cua này đáng lẽ phải mở rộng ra nữa. Chỗ này mấy nữa làm rãnh nước chảy ra ngoài kia.
có con nên là đôi khi rất là khó, không ai trông. Có mỡ nên là lỏ. Đấy, để đấy em, để khu này này. Rất là nhiều, rất là nhanh. Đây các cô chú ạ, những người đàn ông của gia đình đây, vừa đi làm vừa chăn dê. Vợ Phú thì ở nhà làm lanh đúng không? Làm tiết lanh đúng không? Vợ ở nhà tiết lanh, cái mùa này bà con làm lanh rồi đấy. Tranh thủ vừa đi làm đường thì vừa chăn dê, thả dê đây luôn. Một công đôi việc. Nói chung là Phú với vợ Phú làm việc cũng rất là tốt. Nói chung là ai ai làm việc của bà con thời chia, ai ai cũng tốt, không tốt thì không thể làm được cái tuyến đường này. Có mỗi em Tuyên là không tốt rồi. Em Tuyên chả làm được gì cả, mà mắc cái bệnh nói nhiều nữa. Bị nói rất là nhiều, mà tại sao nói lắm thế. Bớt cái mồm đi, đôi khi nhận được lời góp ý, mà thậm chí còn có những cuộc gọi điện thoại chửi thẳng cơ. Ăn đủ thứ luôn. Có những cái cuộc điện thoại gọi đến, mày thế này, mày thế kia, mày. Nói chung là em Tuyên lúc nói thật với các cô chú là đã cũng có những cái cuộc điện thoại về nhắn tin, gọi điện, ăn mày ăn gì mày ăn lắm thế, chửi một, có nghĩa là có những cái gì cho em Tuyên ăn tất. Ngày hôm nay thì nói chung là sau những cái đợt mưa gió kia mà xong rồi có rất nhiều cái lời bình. Lúc đó em Tuyên ở nhà đọc lại cái lời bình ở các cô chú thì em Tuyên đều đọc hết. Em Tuyên là nói thật là có những comment em Tuyên sẽ trả lời, có những comment thì em Tuyên chỉ like thôi.
comment, tất cả các comment của cô chú góp ý là em Tuyên đọc hết nhá. Nhưng mà tại sao em Tuyên không trả lời là như này? Đôi khi em Tuyên đang làm việc, một mình em Tuyên không thể trả lời hết được. Ngồi mà trả lời các comment của cô chú thì hết mất buổi tối mất. Mà thời gian buổi tối các cô chú biết là 8 giờ em Tuyên vào làm việc. 8 giờ vào làm việc bắt đầu cộng sổ sách ngày hôm nay thu chi gì. À, xong à, cộng vào những cái tiền các quý khán giả ủng hộ bao nhiêu. Cộng vào đó, vì em Tuyên ghi ra bằng tay mà. Chứ không được máy móc nên là nó không được nhanh. Chữ thì xấu nữa, phải năn nót nữa. Đấy, làm để sau này công bố cho cô chú biết. Xong rồi làm edit video nữa. Có hôm em Tuyên edit không kịp video, phải đến tận 2 giờ. Vì em Tuyên làm bằng máy điện thoại thôi, không được làm bằng vi tính nên là không được nhanh, không được nhanh như tất cả các thứ. Đấy nên là em Tuyên nói thật là như vậy. Đôi khi có hôm 2 giờ còn chưa được ngủ. Sáng sau 7 giờ phải dậy rồi, 7 giờ kém phải dậy rồi. Nên là đôi khi là làm nhiều cái cập dập lắm. Không nói gì, không giải thích thì cô chú không biết được. Mà giải thích cho bà lắm mồm, nó bị ăn đủ thứ trên đời luôn. Còn mình làm nên là khó. Đây còn như các cô chú thấy này, đoạn cống đây làm rất là đẹp. Đá đây, cứ thế này thôi, rất là đẹp đấy. À Lý ơi, cứ dày dày vào nhá. Cứ cho dày dày vào. Mè mè quá là nó hỏng nhanh hỏng ấy. Cho lo vào. Đẹp đấy, bố xá. Tâu đấy. Vâng vâng. Ây à, A Phú. Ipo đấy á. Đấy các cô chú xem nhá, một bao nó rất là tốt, mác rất cao luôn. Nên là nhiều xi nhá, Phú nhá. Đá to to à. Đá to to à. Thôi cứ làm nhiều xi cho nó chắc. Đấy nhá, Ipo nhá, các cô chú vừa thấy Opo đúng không? Đấy. Chỗ này á, chỗ này phải pepo. Pepo mới tâu được. Đấy, cứ như này thì mới tâu được rồi ạ. Cứ dày dày vào. Khai thác đá chưa để trên kia này. Con dê này là dê nhà chị May. May xì. Đúng không chú Cáo? Đúng không? Chờ May xì đúng không? May xì mà. Tụi lính ấy, cho tao cái khăn nào á. Chốc thôi ấy. Nó nhớ nghe chưa? Tao. À Lý ơi. À Lý ơi. 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 Lý ơi.
Rồi cố gắng làm mạ tí xá đi mua kem rồi. Chị Mai ạ. Xá đi mua kem rồi. Rồi đi mua kem rồi, mạ ơi. Tí nữa là có no kem thôi. Vừa nước uống với no nhá, no kem nhá. Mỗi người thoải mái ăn luôn. Ăn thoải mái. 100 kem luôn. Ăn thoải mái luôn. Lâu không đi làm, hôm nay đi làm mệt thì ăn thoải mái luôn. Đây các cô chú nhá. Thì đây bà con xá đã đi mua kem về. Một túi to à xá? Thế đội kia đưa cho đội chở sang xi măng chưa? Đưa chưa? Cho rồi gì? Đây đây. Xong rồi mang xuống bên dưới kia cho bà con nhá. Ở bên dưới kia nữa. Chỗ này khuất rồi. Đấy thì buổi cuối chiều thì bây giờ mới mua kem về. Nữa tất bật đấy mọi người. Đây một túi kem. Trong này chỉ có kem này thôi. Không có kem khác. Có kem này. Chảy hết à? Rồi kem kem là kem tuổi thơ đấy. À, dạ vâng các cô chú ạ. Thì như các cô chú thấy thì hôm nay đã kết thúc cái buổi làm việc của ngày hôm nay rồi. Đấy, cũng là sau những cái thời gian vừa rồi thì trời mưa cũng có nghỉ. Thì cái buổi sáng ngày hôm nay và buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta thấy thì bà con cũng đang hoàn thiện nốt những cái công việc còn lại những ngày hôm trước. Đấy, thì ngày hôm nay thì cái đoạn móng đá ở đây thì đã kè xong. Kè cái móng đá này rất là to, chắc chắn những tảng đá rất là to. Đây đường đã bằng như này rồi. Mà đây các cô chú thấy đây, các chị em phụ nữ nhá. Đây này, cũng đã cậy được những cái tảng đá cực to này này. Không phải nguyên các chị em con trai đây này. Đây chắc là nơi Mỉ với Di có thứ đây, cậy này, xà beng này. Cũng tự làm hết mọi người ạ. Không có ai là không làm được. Bà con thôn Đề Chia thì rất là đa tài, đa năng. Về nhà thì là những thục nữ rất là dịu dàng, rất là chăm chỉ từ cái công việc dệt lanh. Còn khi đi làm đường thì cũng phá đá mở đường hết, không có việc gì là không thể. Đó. Đấy là những con gái của bà con Thủy Chia. Và những người đàn ông thì rất là giỏi, phá đá, kè đá, làm đường. Nói chung là em Tuyên thì cũng chỉ là phụ bà con, chứ còn bà con là những người công việc chính hết, rất là giỏi, thực sự là như vậy. Đấy thì cũng rất là cảm ơn tới tất cả các cô chú, anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng kênh Tuyên Hà Giang, đồng hành cùng bà con Thủy Chia, giúp cho bà con Thủy Chia có được ngày hôm nay. Không có các cô chú thì sẽ không có bà con thôn Đề Chia ngày hôm nay. Để em Tuyên thú thực là như vậy. Và rất rất là cảm ơn các cô chú, anh chị. Không có cô chú thì không bao giờ được như này. Nên là cũng rất là mong rằng có các cô, các chú luôn luôn đồng hành cùng bà con Đề Chia để giúp bà con thôn Đề Chia phát triển sang một cái trang sử mới, một trang sách mới. Thì biết chữ, biết tiếng Kinh và phát triển kinh tế. Đó là những cái điều mong muốn của em Tuyên và cũng là điều của bà con Đề Chia. Bây giờ chúng ta đã khai thông nhiều cái rồi thì chúng ta hãy cố gắng phát triển đi. Không thể để đụt lùi sau cái xã hội này được. Càng ngày càng phát triển thì chúng ta mới tiến lên được, chứ càng ngày càng tụt lùi thì chúng ta mãi mãi khổ thôi. Mãi mãi vẫn là một chữ khổ đi theo, nghèo khổ. Đấy, thì em Tuyên mong rằng bà con thoát nghèo thoát khổ. Thì bây giờ thì em Tuyên cũng xin phép là được tạm dừng video đây. Một lần nữa thì rất cảm ơn các cô chú, xin hẹn tất cả các cô chú anh chị ở những tập tiếp theo. Hãy cùng bà con ở Chia tiếp tục hoàn thành tuyến đường ước mơ, tuyến đường huyền thoại để Chia nha mọi người nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào, hẹn lại mọi người.